xã Bình Hải của huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền đã về dự lễ công bố xã Bình Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Bình Hải, nơi giàu truyền thống cách mạng với chiến thắng Vạn Tường vang dội, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn khó khăn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực từng bước xây dựng và hoàn thành 19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn, hạ tầng như giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục đã được đầu tư, nâng cấp. Nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân. Những điểm sáng mà xã Bình Hải thực hiện xây dựng nông thôn mới là triển khai hiệu quả các chính sách xã hội giảm nghèo. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,3 triệu đồng trên một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,31%. Bình Hải đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.